Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị ngành công thương 28 tỉnh thành khu vực phía Bắc lần thứ 10 năm 2024. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, đại diện các cục, vụ, viện và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương, Sở Công Thương Hà Nội, các sở ngành liên quan, Sở Công Thương các tỉnh phía Bắc, đại diện Sở Công Thương khu vực miền Trung, Tây Nguyên và khu vực phía Nam. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, khu vực phía Bắc có vị trí địa lý hết sức quan trọng, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật của cả nước. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy phát triển ngành và đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Kể từ sau hội nghị ngành công thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 9 năm 2023 tại Quảng Ninh, hoạt động liên kết giữa các địa phương ngày một tăng. Chia sẻ thông tin về công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại, công tác kết nối giao thương hàng hóa được tăng cường, công tác phối hợp trong việc xử lý vi phạm của lực lượng quản lý thị trường được duy trì thường xuyên và có hiệu quả. Từ đó, đóng góp tích cực vào những thành quả của ngành công thương, các địa phương trong thời gian qua. Hội nghị lần này của chúng ta được tổ chức nhằm mục đích đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành công thương của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2023 và dự ước 6 tháng đầu năm 2024. Qua đó đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024. Thảo luận kinh nghiệm nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc có liên quan trong công tác quản lý nhà nước, các sở, ngành, địa phương. Qua đó đề ra các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện hỗ trợ hợp tác trong phát triển ngành công thương của mỗi tỉnh, thành phố và toàn khu vực. Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong khu vực gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư và thương mại nhằm tăng cường các hoạt động liên kết đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giao thương với các địa phương trong khu vực. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù bối cảnh cho phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, song sản xuất công nghiệp của 28 địa phương khu vực phía Bắc có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì đà tăng trưởng khá. Đáng nói, 25 trên 28 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng trưởng dương so với cùng kỳ. 11 trên 28 địa phương tăng trưởng từ 10% trở lên. Một số trung tâm công nghiệp khu vực phía Bắc đã khôi phục đà tăng trưởng công nghiệp như Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội. Thương mại trong và ngoài nước của các địa phương cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của 28 tỉnh thành khu vực phía Bắc ước đạt 1.404.000 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực ước đạt 120,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,3% so với cùng kỳ. 24 trên 28 địa phương trong vùng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương. Các địa phương đạt tổng kim ngạch xuất khẩu ở mức cao và chiếm tỷ trọng lớn trong toàn khu vực đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang, vân vân. Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương của các địa phương khu vực phía Bắc cũng đã được triển khai thông suốt, có hiệu quả, đóng góp vào sức tăng trưởng khả quan của ngành trong 6 tháng đầu năm 2024. Hội nghị ngành công thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 10 được tổ chức nhằm mục đích đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành công thương của các tỉnh, thành phố khu vực này năm 2023 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024. Qua đó đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc có liên quan trong công tác quản lý nhà nước của các sở ngành ở địa phương và qua đó đề xuất với Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh những giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo ra những mối liên kết, hỗ trợ, hợp tác trong phát triển ngành công thương mỗi tỉnh, thành phố và toàn khu vực. Hội nghị đã thống nhất và trao cờ đăng cai tổ chức hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành, khu vực phía Bắc lần thứ 11 năm 2025 cho tỉnh Hà Giang.